Xin kính mời anh em cùng quay trở lại với giải bóng đá Cúp Đền Thượng truyền thống Lào Cai Premier League mùa thứ tư. Gửi đến quý vị trận đấu giữa hai đội bóng FC 24 và FC Phố Tèo. Hiện tại thì FC 24 sau 5 lượt đấu họ đang là câu lạc bộ dẫn đầu. FC 24 có được cơ hội dành cho FC 24. Chân trái 1-0. Tỷ số được mở từ khá sớm. Sức mạnh của đội bóng được đánh giá cao hơn đã ngay lập tức được khẳng định với bàn thắng ở tỷ số sớm. Một cơ hội tiếp theo dành cho FC 24. 2-0. Cực kỳ nhanh chóng. Bàn thắng thứ hai đến sau bàn thắng thứ nhất chỉ vài giây thôi. Gần như là ngay sau khi các cầu thủ Phố Tèo gạt bóng thì họ làm mất bóng và lại phải vào lưới nhận bóng. Tức là một tình huống lùi về bắt bài rất hay. Pha xử lý của Tuấn Ngọc. Cơ hội dành cho FC 24. Đánh đầu. Cơ hội. Trọng tài đã thổi còi rồi. Người thực hiện quả penalty này đó là đội trưởng của Phố Tèo Hải Nam. Hải Nam rất quyết đoán. 1-2 cho Phố Tèo. Bóng đi căng. Mặc dù đã chạm vào thủ môn bên phía FC 24 nhưng thủ môn này không đẩy được. Chơi phòng ngự có phần tập trung hơn. Nhưng đây là một cơ hội dành cho FC 24. Không được. Cơ hội. Cơ hội cho Phố Tèo. Cú sút là quá vội. Cơ hội vẫn còn. Sút. Bóng đi chơi cơn. Chân trái. Cơ hội. Không vào. Quả đá trong tư thế hơi bị động. Cơ hội dành cho FC 24. Hơi lập bập. Sang hai đầu sân rất nhanh. Tuấn Ngọc. Cú sút. Bàn thắng dành cho các cầu thủ FC 24. 3-1. Bóng đi đập đất và đã khiến cho thủ môn của Phố Tèo không thể kiểm soát được. Cơ hội. Dứt điểm. 4-1. Đội trưởng Trường Giang đã leo lên và để bóng trong tư thế đối mặt với gôn trống rất dễ dàng cho anh, nâng tỷ số lên 4-1. Lại không tốt. Vẫn còn. Trường Giang. Hai cầu thủ trước không thành. Sút. Bóng vẫn còn. Liên tục là những cú sút. Cơ hội. Pha xâm nhập rất hay. Đưa bóng và xoay người giữ điểm hoàn hảo. 2-4. Đó là một pha xử lý đẳng cấp của cầu thủ bên phía Phố Tèo. Anh đã di chuyển âm thầm và hoàn toàn tách biệt khỏi hệ thống phòng ngự của đối phương. Ở trong tình huống dứt điểm thì Quang Tùng cũng đã làm rất hay. Phố Tèo thay đổi về mặt nhân sự. Cầu thủ rời sân đó là Huy Hùng. Huy Hùng. Đánh đầu. Quá tốt. Chạy cắt mặt và dứt điểm bằng đầu. Phải nói là ở đẳng cấp rất cao. Và Thiên Dũng đã ghi bàn. Một trong những cầu thủ sở hữu rất nhiều những cơ hội từ đầu trận. Pha đập bóng lại là rất hợp lý về mặt bài bản rồi. Trường Giang. Xuống xạ. Vẫn là các cầu thủ FC 24.
cơ hội chuyển sang Anh Xuân. Dứt điểm, bóng lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương. Quả đá, quả hay, một pha bút chì, bóng đi xoáy sau khi đập vào mép của xà ngang bật xuống thì đã thành bàn. 3-5, cách biệt lại được thiết lập là 2 bàn. Nhắm mắt sút mà. Ở đây cứ nao người đúng không? Vung chân ấy không cần biết sút đúng không? Không vào luôn. Vừa rồi là một quả đá rất đẹp. Sút 4-5. Cách biệt bây giờ chỉ còn một bàn mà thôi. Trận đấu bây giờ có lẽ sẽ là những thời khắc hấp dẫn nhất. Cú sút rất hay của Hải Nam. Nếu như để hòa trong trận đấu này thì FC 24 sẽ bị mất ngôi vị số 1 của mình trên bảng xếp hạng. Giờ cho hiệp 2 của trận đấu này. Anh Xuân rất chắc chắn. Dứt điểm, không vào. Như vậy là trận đấu đã khép lại sau pha bóng phải nói là cực kỳ căng thẳng vừa rồi.